kiến ạ. Em đã bỏ công nghiên cứu nhiều năm nay, người này có thể giúp người khác và người kia có thể giúp người này. Dạ. Dạ vâng ạ. Đúng rồi, một người có thể làm nhiều việc thì công ty ta không thiếu nhân lực. Dạ vâng ạ. Khi có một người xin nghỉ thì người này có thể làm việc của người khác. Dạ vâng. Sếp ơi, sếp cứ làm như hoàng có chuyện gì mà vui quá vậy? À, có chuyện cho cô nè. Dạ. Bữa nay cô Yến Trai xin nghỉ đó. Dạ. Cô đem tập tài liệu đánh vào máy và in ra cho tôi nha. Em đánh hả sếp? Sếp ơi, sếp nhờ chị Mai đi sếp. Em đánh máy chậm lắm, với lại em đánh máy á, hư tay hết rồi. Cô làm ngay, sáng nay tôi cần liền đó. Nếu không xong á, nghỉ việc đi. Sếp, sếp. Bảo Trinh, quay lại anh được không? Đấy, anh có thể giúp em vì anh đang rất là rảnh. Sao tự nhiên bữa nay tốt bụng quá vậy? Anh đáng tin không? Anh mà lừa em mà mất việc sao? Anh lừa em làm gì? Này, anh có thể giúp những ngón tay này được nghỉ ngơi. Mớ tài liệu của lão tài già, anh sẽ đánh. Hôm nay là một ngày làm việc quá chán luôn, cho nên anh quyết định mời hai em uống cà phê. Cảm ơn anh. Em đang phải tìm cái tập tài liệu ở bên TMT từ năm ngoái đến bây giờ không thấy đâu cả. Bực mình quá. Không phải bực mình, anh sẽ là người tìm giúp em. Hai anh sướng rồi, còn em nè, phải khinh mấy cái máy tính trên lầu á. Cái cậu lập trình có phải đàn ông con trai không mà bắt em khinh? Này, em bê em còn không nổi nữa là máy tính. Anh sẽ giúp em bê nhá. Anh đúng là meeting number one á. Bê máy tính hộ Khánh Thi, giúp Gia Huy tìm tài liệu. Mới sáng sớm hả anh Duy Hạ, anh dắt xe giùm chị. Xong mà anh còn chuyển tập hồ sơ cho lễ tân giùm chị nữa. Anh cứ như là siêu nhân vậy đó. Lúc nào chị cần là anh xuất hiện à. Này, em công nhận anh Duy Hoàng hay nói vậy. Nhưng mà làm lúc tốt cho phép. Nè, anh còn đánh nhân bản giúp cho em nữa đó. Mà sao em thấy nó kỳ kỳ sao á? Chắc chắn là ông này có âm mưu gì rồi. Ghi ghi chép chép. Em nghi lắm nha. Chết rồi. Sáng nay mà không có hồ sơ cho chị là chị bị sếp đuổi việc đó. Duy Hoàng. Dạ em đây. Từ sáng giờ tôi thấy cậu bận rộn dữ nha. Dạ thưa sếp, em có một con số rất là khó khăn cần phải tính toán á. Ồ, hay quá, cậu có tài kinh doanh thiệt đó chứ ha. Dạ. Tôi thích những người tài giỏi như cậu lắm. Dạ vâng ạ. Cứ thế, phát huy lên nhé. Em cảm ơn sếp ạ. Dạ chào sếp. Mr. Number One, nghe nói là anh đã đánh xong nhân bản cho em phải không? Thank you anh nhé. Ồ, không phải cảm ơn. Này, nhân tiện có tất cả mọi người ở đây. Ra đây tôi tính luôn tiền dịch vụ phí. Phương Nguyên như thế là 200 này, Gia Huy là 150 thôi. Bảo Trinh là 200, còn riêng cô 300. Gì? Tiền gì? Tôi đợi anh làm anh đợi tôi chứ. Này, tôi hỏi các người nhé. Ai đánh tài liệu? Hả? Ai dắt xe? Hả? Ai tìm tài liệu? Còn cô nữa, ai là người bê máy tính từ dưới lên trên cho cô? Tiền đâu? Tôi biết anh đây là anh có âm mưu mà. Anh em trong công ty mà anh đối xử vậy hả? Đúng rồi. Trời ơi, âm mưu gì? Trong lúc tôi nai lưng ra làm việc thì các người được mải chơi, nghỉ ngơi thoải mái. Còn gì nữa? Chuyển tiền. Duy Hoàng. Dạ. Cậu trả tôi 500 ngàn nha. Dạ. Tiền gì ạ? Tiền phí dịch vụ đó. Dịch vụ gì hả sếp? Ai đồng ý cho cậu làm việc của người khác? Tôi đồng ý cho ai? 500 ngàn.